Bây giờ mình sẽ mở ba trứng này đi. Ra cậu qua hỏng mở trứng luôn. Các bạn ơi, trên xe kem của bạn muội có kẹp bán kem kem quả dâu, kem con gấu. Thì bây giờ mình sẽ ba la hồ biến ra kem quả dâu và kem dưa hấu để mình ăn nha. Có ba đồng ý không? Rồi 1, 2, 3 dùng hết công lực nha muội nha, để biến ra kem quả dâu với kem dưa hấu để ăn nha. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha, để hai tàu xe kem để đây đi. Rồi chúng ta sẽ biến nha, hồ biến. Mũi công lực cao thôi, mũi biến được kem dưa hấu. Còn mẹ với cậu ba là hai cái kem dâu giống nhau. Rồi, mở ra ăn thôi. Các bạn ơi, dòng cổ của mình bằng dàm chừa bánh tráng nha các bạn. Hay quá, dòng cổ làm từ bánh tráng. Wow. Trời ơi. Wow, kem trái dâu đây các bạn ơi. Mẹ ơi, dèm dưa hấu mẹ cũng có vậy. Mẹ ơi, con có cái cây màu xanh dương. Mẹ cũng có xanh dương. Dương học tiếng Mãi đó. Hai cây trúng thưởng, hai cây trúng thưởng. Hai cây trúng thưởng luôn. Còn ba cây. Còn ba cây một gỗ. Mời các bạn cùng ăn kem dâu. Mời các bạn nha. Cho mẹ ăn kem của con nè. Kem dưa hấu ngon quá. Cho con ăn kem của mẹ nè. Ngon cực kỳ ha. Cái này có 3 hộp giống nhau. Đúng rồi đây. 3 hộp kem giống nhau. Có 3 hộp. Hộp luôn các bạn ơi. Mình có cái kem Hí Mã, cái kem màu hang giá với màu đỏ và mấy hộp dưa hấu màu đen. Và hộp dưa hấu và mình có cái que màu xanh dương, mình sẽ bỏ lại và không được dùng thùng rác nha. Cái này là cái kem cây hướng mẹ kem cung trúng thưởng. Mẹ cũng thế nha các bạn. Để mai mốt mình lãnh kem trúng thưởng mình ăn tiếp nữa nha. Ngon quá. Cậu ba, cậu ba chụp hình cái kem này đẹp rồi cậu ba. 1, 2, 3 cậu ba giơ lên cái mặt cậu ba đâu, cái mặt cậu ba đâu. 1, 2, 3 cười. Một có hai con mắt. Hộp của con đâu? Ăn mất liệu rồi. Hộp của con còn ăn mất liệu, mẹ cũng mất hết. Nhâm ngon quá. Cho lạc đàn. Bạn muội ăn dụng hộp sô-cô-la các bạn ơi. Cô ba con ba hộp luôn nè. Cái kem trái dâu của bạn muội biến ra thành trái dâu này luôn các bạn ơi. Rất là ngon. Muội ăn dụng hộp sô-cô-la. Được không? Kem trái dâu ngon quá muội ơi. Còn có một con mắt. Có hộp rồi các bạn ơi. Còn có một con mắt nha các bạn. Có một con mắt. Quan trọng là kem dưa hấu với kem trái dâu, kem nào ăn ngon hơn bạn muội? Nãy giờ mình chưa hưởng khúc cái này nha các bạn. Chính là bánh tráng. Kì vậy. Có hưởng khúc bánh tráng đó nữa hả? Tráng đi các bạn ơi. Gì? Ngon lắm. Thì ngon mà. Con ăn đi. Nhưng mà quan trọng là mỗi chưa trả lời là kem dưa hấu với kem dâu kem nào ngon hơn. Cái nào ngon hơn mọi người? Nào cũng ngon hết mà. Mẹ ơi, mẹ con có cái. Mẹ ăn một đầu, con ăn một đầu. Ăn hết trước rồi thắng nha. Vậy thôi cứ hết trước rồi. Cho con ăn thêm. Ăn bánh sáng cay với kem rất là hợp nha, rất là ngon. Đây các bạn đi. Nhưng mà quan trọng là kem có ngon không? Bà mùi chưa trả lời câu hỏi đó. Kem sao bạn mùi? Cả hai kem ngon. Cả hai kem đều ngon hết, sẽ con bà 7 luôn phải không? Khuyên gia cũng mình chắc 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 chắc. Mẹ ơi, mẹ mở quả trứng mà xanh lá nè. Bà mùi tiếp tục mở quả trứng mà xanh lá cây nha các bạn.
Một quả trứng màu hồng rồi. Màu hồng có gì, trứng màu hồng có gì vậy? Trứng màu hồng của bạn muội là có một cái kẹo, một cái bong bóng nhỏ. Con cắn gà trơn, gà vậy mới mở được nha. Và một cái con quay các bạn, con quay. Wow. Trứng màu xanh có cái gì? Wow, một cái không giống rồi. Không giống rồi. Một cái bong bóng nhỏ và một cái hình dáng. Một con quay luôn. Rồi bây giờ bạn mũi tà chào tạm biệt các bạn nha. Rồi. Chào tạm biệt các bạn nha. Cắt cây kem ở đâu. Chào các bạn. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Tạm biệt các bạn. Yêu các bạn nhiều. Rồi mua không tháo tim các bạn đi con.